Kính chào quý chị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024. Và trong chương trình Thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân nhân dân tỉnh Trà Vinh, tiếp xúc cử tri xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. Quỹ Ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thông qua một số nội dung chuẩn bị trình kỳ họp giữa năm 2024 Hội đồng dân nhân dân tỉnh khóa 10. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiểu cần xây dựng hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân trong công cuộc xây dựng những vùng quê nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều hôm qua ngày 15 tháng 5, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân tỉnh Trà Vinh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, đơn vị huyện Trà Cú đã có buổi tiếp xúc cử tri xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú bày tỏ sự phấn khởi đồng tình với tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Dân dân tỉnh, cũng như những chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đã tác động, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Đời sống kinh tế của nhân dân được nâng lên đáng kể, cơ sở hạ tầng, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi. Cùng với đó, đã có 12 ý kiến kiến nghị của bà con cử tri xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú gửi đến các đại biểu Hội đồng Dân dân tỉnh, các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương xem xét giải quyết với những vấn đề bức xúc ở địa phương được cử tri quan tâm. Cụ thể, cử tri đề nghị các đại biểu hội đồng dân dân tỉnh cùng các cơ quan chức năng, thẩm quyền tiếp tục quan tâm xem xét nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở ấp khóm, quan tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đã xuống cấp, hư hỏng của các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho đối tượng hộ cận nghèo là cơ chế tộc khơ me trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 đề nghị các ngành chức năng và chính quyền địa phương xem xét nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn liên ấp liên xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân được dễ dàng hơn đề nghị các đơn vị thi công công trình cầu đại ngãi có biện pháp khắc phục tình trạng gặp nước ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi của người dân do thi công công trình đại diện lãnh đạo các ngành tỉnh có liên quan cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã tiếp thu giải trình các nội dung kiến nghị phản ánh của bà con cử tri xã an quảng hữu huyện trà cú đồng thời qua đó tuyên truyền, giải thích, phân tích, làm rõ thêm dẫn nội dung kiến nghị nhằm giúp cho bà con cử tri hiểu và nắm được một cách rõ ràng, tiếp tục đồng thuận, hưởng ứng, cùng cấp quyền chính quyền và mặt trận tổ quốc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân dân tỉnh trà Vinh tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị lãnh đạo địa phương, các sở ngành quan tâm các vấn đề được cử tri kiến nghị. Nội dung nào vượt thẩm quyền cần kiến nghị hội đồng dân nhân dân tỉnh sớm đưa vào nghị quyết thực hiện. Trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, điều chỉnh, bố trí nguồn vốn đầu tư giao thông nông thôn, quan tâm giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân. Ông Kim Ngọc Thái cũng lưu ý lãnh đạo địa phương thường xuyên kiểm tra, quan tâm nắm tình hình đời sống người dân, quan tâm thực hiện công trình cống ngang mạng phục vụ sản xuất lãnh đạo quỹ ban nhân dân quyện xã và ngành chức năng khảo sát tình trạng 32 hộ bị ngập nước trao đổi với đơn vị thi công đường dẫn cầu đại ngãi nhằm có hướng khắc phục kịp thời không để ảnh hưởng cuộc sống của người dân Ngày 15 tháng 5, Quỹ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức cuộc họp để thông qua một số nội dung chuẩn bị trình kỳ họp giữa năm 2024, Hội đồng dân dân tỉnh khóa 10. Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và các phó chủ tịch chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, đại diện các sở ban ngành tỉnh đã trình bảy dự thảo tờ trình để các thành viên của ủy ban dân tỉnh xem xét, thảo luận, đóng góp ý kiến. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã trình dự thảo tờ trình và nghị quyết ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Sở Khoa học và Công nghệ trình dự thảo tờ trình và nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. Dự thảo tờ trình và nghị quyết quy định mức chi thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. Công an tỉnh trình nghị quyết quy định xây dựng bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Ngoài ra, Sở xây dựng trình dự thảo tờ trình và nghị quyết về việc thông qua các quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn của một số xã trên địa bàn huyện Càng Long, Châu Thành và Cầu Ngang. Sở văn hóa thể thao và du lịch trình dự thảo tờ trình và nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Định An, huyện Trà Cú. Sở nội vụ trình dự thảo quyết định ban hành quy định về quản lý sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Văn Hẳn cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo tờ trình và nghị quyết của các đơn vị. Đối với các ý kiến đóng góp tại cuộc họp lần này, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đề nghị các đơn vị ghi nhận tiếp thu và phối hợp với văn phòng Ủy ban dân tỉnh tiếp tục ra soát, hoàn thiện các dự thảo tờ trình trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp tới. Ngày 15 tháng 5, ông Lê Thanh Bình, Quỹ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Quỹ Ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, đơn vị huyện Châu Thành có buổi tiếp xúc với gần 100 cử tri xã Long Hòa, huyện Châu Thành. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị xem xét hỗ trợ xây dựng mới một số cầu giao thông trên đường huyện 30 vì hiện tại các cầu đã xuống cấp, nhỏ hẹp, không đảm bảo an toàn giao thông và vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, theo cử tri, một số công trình giao thông nông thôn trên địa bàn chưa đảm bảo chất lượng, cần khắc phục sửa chữa cử tri đề nghị lắp đặt thùng atm trên địa bàn hai xã Long Hòa và Qua Minh. Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đã đòi đất để xây dựng cho Long Hòa, xem xét hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình sinh sống ngoài đê bao có nhà bị sạt lở. Bên cạnh đó, cử tri còn phản ánh thái độ phục vụ cho công tác khám bệnh của y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh chưa tận tâm. Ngoài ra, một số cử tri kiến nghị về chế độ cho con liệt sĩ, người khuyết tật, người cao tuổi, người tham gia kháng chiến nhưng không phải thương binh. Qua ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo Quỹ ban nhân dân quyền Châu Thành, các ngành liên quan tiếp thu giải trình thỏa đáng các vấn đề thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình giải trình thêm các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời thông tin một số chính sách liên quan trực tiếp đến người dân về nội dung luật cư trú, luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công cho cách mạng và quy chế xét công trận tốt nghiệp trung học cơ sở. Ngày 15 tháng 5, ông Nguyễn Văn Hiếu, Diên, quỹ hiến chiên, thường trực tỉnh ủy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trà Vinh cùng các đại biểu hội đồng dân nhân tỉnh, đơn vị quyền cầu ngang có buổi tiếp xúc với trên 100 cử tri xã Kim Hòa, Hiệp Hòa, quyền cầu ngang. Tại đây, cử tri xã Kim Hòa kiến nghị xây dựng cầu bắc qua kênh thống nhất nối liền giao thông xã Kim Hòa, Hiệp Hòa và cống kênh cấp 2 giúp người dân đi lại dễ dàng, Quỹ ban nhân dân quyền tăng cường công tác quản lý đất công bị lấn chiếm trên tuyến kênh cấp 2 ấp Kim Hòa. Hương lộ 17 từ Trà Cuông đến Hiệp Hòa xây dựng hệ thống cống thoát nước không đồng bộ nên còn nhiều điểm bị ngập nước mùa mưa cần được quan tâm. Đầu tư nâng cấp đường điện ấp Kim Hòa lên 3 pha đảm bảo phục vụ nuôi thủy sản của người dân. Sau nhận động xã Kim Hòa quy hoạch đã lâu, đến nay chưa xây dựng gây khó khăn cho người dân trong việc xây dựng nhở. Cử tri xã Hiệp Hòa kiến nghị cầu chợ Hiệp Hòa xuống cấp cần đầu tư sửa chữa, việc giải quyết các thủ tục hành chính ở địa phương còn nhiều thủ tục rườm rà. Người dân thì hạn chế về kiến thức pháp luật, cần có cán bộ chuyên môn hỗ trợ tận tình. Quan tâm cấp thẻ bởi hiểm y tế cho người dân có công trong hoạt động quả tuyến. Những ý kiến kiến nghị của cử tri ở hai xã Kim Hòa, Hiệp Hòa đã được lãnh đạo xã quyện và các ngành chức năng giải trình thỏa đáng. Thay mặt tổ đại biểu Hồng Nhân dân tỉnh đơn vị quyện Cầu Ngang, ông Nguyễn Văn Hiếu, quỹ viên thường vụ tỉnh quỹ, trưởng ban tổ chức tỉnh quỹ cho rằng cái ý kiến cử tri xác đáng, đề nghị các ngành tỉnh, quyện, xã tiếp thu triển khai thực hiện các nội dung có hiệu quả kịp thời. Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2024, đặc biệt là công tác xây dựng tỉnh nông thôn mới. Riêng những kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của Hồng Nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hồng Nhân dân tỉnh đơn vị quyền cầu ngang tổng hợp trình tại kỳ họp của Hồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Chiều ngày 14 tháng 5, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và lấy ý kiến đóng góp đối với 6 giảng luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ 7 tại hội nghị đại tá trần xuân ánh giám đốc công an tỉnh cho biết qua thực tiễn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở quản lý hành chính về trật tự xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân thì hiện nay các quy định của pháp luật đã bộc lộ nhiều vướng mắt bất cập trong chéo về chức năng nhiệm vụ và có một số nội dung không còn phù hợp với thực tiễn công tác để đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới việc hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ thống nhất trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội là yêu cầu cấp thiết quan trọng. Trên tinh thần đó, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng nhiều dự án luật, trong đó có 5 dự án là Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật phòng chống mua bán người sửa đổi, Luật quản lý sử dụng chủ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và một dự án luật đồng chủ trì với Bộ Quốc phòng là Luật Công nghiệp Quốc phòng An ninh và Động viên Công nghiệp. Tại hội nghị có 15 ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, trong đó có nhiều ý kiến đồng tình với sự cần thiết phải ban hành các dự án luật, nhấn mạnh vị trí vai trò tầm quan trọng của sáu dự án luật trong đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh trật tự nói riêng, qua đó bổ sung thêm các cơ sở lý luận cho thực tiễn của việc xây dựng 6 dạng luật để đưa ra các phương hướng nhằm hoàn thiện các dạng luật này trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao ý kiến đóng góp của các chị đại biểu, qua đó đã góp phần làm rõ, đánh giá đầy đủ, toàn diện về các dạng luật. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Công an tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Công an để đề nghị bổ sung, chỉnh lý các dạng luật nhằm đảm bảo tính thống nhất, khả thi sau khi được ban hành. Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp và có ý kiến đóng góp quý báo tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 5, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cầu Kè tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029, đến dự có ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Quang Khải, Bí thư Quyền ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè và 192 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, các chị dân sĩ trí thức và các doanh nhân, doanh nghiệp trong huyện. Trong nhiệm kỳ qua, mật trận tổ quốc huyện Cầu Kè và các tổ chức thành viên đã thực hiện các chỉ tiêu điều đạt và dược so với chỉ tiêu nghị quyết để hội đề ra. Nổi bật trong đó là thực hiện 5 chương trình hành động của mật trận tổ quốc các cấp, đã tuyên truyền, dẫn động được 11.800 cuộc với 250.000 lượt người tham dự học tập, quán triệt, các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời vận động được trên 44 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ xây dựng 374 nhà để đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn, xây dựng 131 cầu giao thông nông thôn, cứu trợ cho 79 gia đình bị thiên tai, quả hoạn, hỗ trợ từ thiện nhân đạo cho bệnh nhân nghèo. Trong nhiệm kỳ mới 2024-2029, để hội đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm là phấn đấu có 100% cán bộ mật trận và 85% trở lên các tầng lớp nhân dân được tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình của mật trận tổ quốc các cấp. Có 100% khu dân cư đều tổ chức ngày hội để đoàn kết toàn dân tộc. Hàng năm mỗi khu dân cư có ít nhất một công trình hoặc phần diệt tiêu biểu. Mỗi khu dân cư xây dựng ít nhất một mô hình tự quản tại cộng đồng. Có 100% cán bộ mật trận cấp xã và trưởng ban công tác mật trận ấp khóm được tham gia lớp tập quấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác mật trận. Phấn đấu hàng năm, mật trận tổ quốc cấp quyền và cấp xã, dẫn động đóng góp quỹ vì người nghèo đạt trên 4 tỷ đồng. Phấn đấu hàng năm, mật trận tổ quốc cấp quyền chủ trì tổ chức hai nội dung chương trình giám sát. Tổ chức ít nhất một nội dung phản biện xã hội và phối hợp tổ chức ít nhất một cuộc hội nghị đối thoại. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, đại hội đã hiệp thương cử 59 quỹ viên quỹ ban mật trận tổ quốc quyện cầu kè, nhiệm kỳ 2024-2029 đồng thời hiệp thương cử 3 đại biểu tham gia ban thường trực quỹ ban mặt trận tổ quốc huyện cầu kè ông thạch buôn được đại hội tín nhiệm tái đắc cử chức danh chủ tịch quỹ ban mặt trận tổ quốc huyện cầu kè nhiệm kỳ 2024-2029 Đại hội cũng đã hiệp thương cử 15 đại biểu chính thức tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Hôm qua, ngày 15 tháng 5, ông Quỹ Văn Triết, Quỹ Chiên Thường Chủ Tỉnh Quỹ, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, đến thăm các chùa liên quan xã Hòa Lợi, chùa Vĩnh Phước xã Phước Hảo, huyện Châu Thành và chùa Phước Thành xã Kim Quà, huyện Cầu Ngang, nhân dịp mừng lễ Phật đảng năm 2024. Tại đây, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Quỹ Văn Triết đang cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các vị đại đức cùng với bà con Phật tử trong tỉnh vui đón lễ Phật đảng hạnh phúc an lành. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã thông tin đến các chị và bà con Phật tử về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và mong muốn các chị đại đức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, vận động bà con Phật tử luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, tích cực tham gia các phong trào cách mạng, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Văn Triết đã trao tặng nhiều phần quà cho các chùa đón mừng lễ Phật đản năm 2024. Được biết, trong dịp mừng lễ Phật đảng năm nay, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức đoàn đến thăm tặng quà 27 cơ sở tôn giáo và các chức sắc trong tỉnh với tổng kinh phí trên 21 triệu đồng. Thưa quý vị, từ một quyện điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, đảng bộ chính quyền và dân dân quyền Tiểu Cần đã nỗ lực xuất sắc dương lên trở thành quyền đông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Hôm nay, Tiểu Cần vẫn giữ vững phong độ là điểm sáng trong phong trào xây dựng đông thôn mới của tỉnh. Tiểu Cần đã xây dựng hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân trong công cuộc xây dựng những vùng quê đông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại. Từ một huyện nghèo cùng với sự phát triển của tỉnh Trà Vinh sau hơn 30 năm tái lập, Tiểu Cần đã từng bước dương lên với nhiều thành tựu đáng tự hào. Về thăm lại Phú Cần, xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Tiểu Cần, và đây cũng là một trong hai xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Sau hơn 10 năm được công nhận nông thôn mới, không ai có thể phủ nhận sự thay gia đổi thịt của địa phương có đồng đồng bào dân tộc He, với sự chuyển mình đầy mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Người dân chui bần, phấn khởi vì những lợi ích thiết thực mà chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới mang lại, góp phần đổi mới quê hương. Thì nói chung sau khi xã Phú Cần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao cũng như xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với người dân tôi nhận thấy là có những địa phương có sự thay đổi rõ rệt về cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm rồi đời sống kinh tế của bà con cũng ngày được nâng lên xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt liên tục của các cấp quỹ đảng chính quyền tổ chức chính trị xã hội để tiếp tục tổ chức thực hiện, quyền quỹ Hội đồng dân dân, quỹ Ban nhân dân quyền tiếp cận đã tập trung triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, đã kịp thời cụ thể hóa và chỉ đạo ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Trong 5 năm triển khai xây dựng quyền đông thôn mới nâng cao, quyền đã đầu tư nhiều công trình hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế văn quả xã hội trên địa bàn và không để phát sinh đạo động xây dựng cơ bản. Ước tính tổng nguồn lực quy động thực hiện xây dựng quyền đông thôn mới nâng cao trên 2.000 tỷ đồng. Với phương châm nhà nước và chân chân cùng làm. Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện đã phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực đầu tư bằng nhiều nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và sự đóng góp của nhân dân. Huyện đã đầu tư xây dựng 89 công trình giao thông với kinh phí trên 1.000 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện từ quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và hệ thống đường giao thông nông thôn đảm bảo kết nối liên xã, liên dùng, phù hợp với quá trình đô thị hóa, không chỉ đáp ứng điều kiện đi lại tốt hơn của nhân dân, mà còn đảm bảo khả năng đi trước mở đường, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Xã Tân Hùng này cũng càng ngày thì càng phát triển rất là nhiều. Cái đời sống của bà con ở đây thì cũng có một ngày rất là tiến bộ, quá thương tiện luôn. Mấy năm trước thì bà con muốn buôn bán cái gì rất là khó khăn, tại vì không có xe. Thì tới thời điểm này thì bà con ở đây rất là phấn khởi, có lộ mới, xe lớn lớn vô bà con ở đây cũng buôn bán rồi thấy rất là thuận tiện à, bà con với bên chính quyền địa phương cũng cùng nhau phối hợp để mở cái tuyến đường xanh tươi sạch đẹp bà con ở đây rất là phấn khởi lắm tại vì có cái tuyến đường hoa này nè, rất là đẹp còn ít nhất là người khơ me ở đây đã chiếm được khoảng 80 phần trăm nhờ cũng có đường lộ mới rồi nè các em cũng rất là à, tiện để đi học á là huyện thuần nông, giới thế mạnh là sản xuất nông nghiệp. Huyện xác định thủy lợi là khâu quan trọng, góp phần mang lại mùa hàng, bồi thu, nâng cao năng suất chất lượng trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời là tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, quyền tiếp cận đặc biệt cứu trọng quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi khép kính. Đến nay, trên địa bàn chính xã có 12 tuyến kênh cấp 1, 172 tuyến kênh cấp 2, 440 tuyến kênh cấp 3 và 380 cống bọng đáp ứng yêu cầu về sản xuất chân sinh và phòng chống thiên tai. Đây được coi là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, nhất là ứng dụng các mô hình sản xuất mới đòi hỏi khắc khe về kỹ thuật và nước tưới tiêu. Hệ thống thủy lợi được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng hoàn thiện đã mở ra tiền đề giúp quyện từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền dẫn, xây dựng nông thôn mới và hiện đại hóa đông nghiệp nông thôn. Tiểu Cần cũng là một trong những địa phương có đồng đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh, chiếm trên 30% dân số. Trong quá trình hiện thực hóa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện tập trung nâng cao đời sống vật chất và chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần của người dân. Với các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Trong đó có đồng bào dân tộc Khmer với nhiều hoạt động văn hóa, tinh thần phong phú được bảo tồn và phát huy, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Về tiểu cần hôm nay, bức tranh nông thôn mới với những cam màu tươi sáng hiện hữu bền dẫn công trình mới, với hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp, xây dựng hoàn thiện, đáp ứng nguyện vọng của lòng dân. Trường của mình với tất cả đường đi ngoài phố đều, đều sạch sẽ. Con em cũng đi học đầy đủ. Chị thấy là tốt nhất là quản lý đường xá sạch sẽ với các môi trường, với người dân nông thôn cũng có ý thức, có đổi mới, có phát triển nhiều. Cái đường đi cũng thoáng mát với đường xá nè cũng mở rộng rồi đó cho dân mình đi dễ dàng đời sống dân của mình giờ phát triển nhiều xóa ừ, xóa xóa xó nghèo cũng nhiều lắm rồi nhà tường lên mọc lên nhiều lắm nhìn lại chặng đường qua 5 năm triển khai xây dựng quyện đông thôn mới nâng cao đảng bộ chính quyền và nhân dân quyền tiểu cần đã không cần phấn đấu khắc phục khó khăn chủ động sáng tạo điều hành linh hoạt tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác nâng chất các tiêu chí quyện đông thôn mới kết quả đáng khích lệ nhất là huyện xó sổ nhà lá tạm bợ với trên 95% chợ đạt chuẩn, thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng qua các năm. Tính đến cuối năm 2023 đạt trên 75 triệu đồng một người một năm, tăng 34 triệu đồng so với thời điểm mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hậu nghèo theo chuẩn nghèo đa chịu được kéo giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, hiện chỉ còn 1,95% bằng sự nỗ lực dược bậc và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự hòa quyện của ý đảng lòng chân quay tiếp cận đã chỉ đích quyện đông thu mới nâng cao, đáp ứng niềm tin và mong mỏi của nhân dân. Hiện nay, quyện có 2 trên 2 thị trấn được công nhận đồ thị văn minh, 9 trên 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 7 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Giai đoạn 2024-2025, quyện tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, quyện đông thu mới, giới phương châm phát triển đồng bộ kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu bảo đảm phù hợp với định hướng đô thị quá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quyện trở thành thị xã tiểu cần trực thuộc tỉnh trong thời gian tới. Kết quả đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của quyền tiểu cần đã phản ánh chân thực, sinh động, sức mạnh tổng thể của ý đảng lòng chân. Không chỉ anh chủng kiên cường trong kháng chiến, mà đảng bộ quân dân tiểu cần hôm nay còn tiền phong quyết liệt hành động trong công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương xứng đáng với danh hiệu được đảng và nhà nước đã phong tặng cho quê hương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trước mắt chúng ta đây là bức tranh nông thôn mới của quyền tiểu cần tràn đầy khát vọng dương bình đổi mới trong công cuộc xây dựng những dùng quê nông thôn mới ngày càng văn minh hiện đại ngày mới đang bừng sáng trên quê hương tiểu cần quê hương tươi đẹp lãng mạn như một khúc tình ca